Đang đi qua lối đó, oh, oh. Mùi hương bay theo gió, oh, 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 oh. Giọt cà phê vẫn đó mà chẳng có mùi hương bay theo đôi bàn chân. Nàng đi qua lối đó, nhiều anh hay đứng ngó, oh, 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 oh. Giọt cà phê tôi uống ngó thơ chẳng làm sao hương phai từ thuở nào. Dự thi trong chương trình tiếng hát người cao tuổi. Và bên kia hai vũ công xuất sắc đến từ vũ đoàn Lạc Hồn. Sau khi chúng ta đã có những cái giây phút thư giãn thoải mái với âm nhạc thì chúng ta phải quay trở về với thực tế thôi. Đội của em có 4 điểm ha. Đội bên này tới 11 điểm. Nhưng sẽ có cơ hội cho các em ghi lại điểm cho mình. Vòng thi thứ hai của chúng ta trong đêm nay có tên gọi là Bùm Chéo Bất Ngờ. Ở đây anh có một cái tô. Bên trong cái tô này nó sẽ có khoảng tổng cộng 20 lá thăm cho một lượt chơi. Từng thành viên của hai đội sẽ bước lên đây. Anh sẽ đọc cái gợi ý là cái chủ đề. Và sau đó các em sẽ bóc những lá thăm này, mở ra coi nó là cái gì và phải diễn tả lại cho người đồng đội của mình đoán. Hãy nhớ là không được quyền nói cái từ trùng khớp với từ khóa. Và nếu như một từ khóa mà người đồng đội của mình đoán đúng á thì mình sẽ ghi được một điểm. Thì lúc đó mình sẽ đẩy cái tô qua bên đội của đối phương và bên này sẽ tiếp tục bóc ra thăm và diễn tả cho người bạn của mình đoán đúng để đẩy cái tô qua bên đây. Cái tô này nó sẽ có một cái tiếng nổ, một cái tiếng bùm chéo bất ngờ. Nếu như cái tiếng bùm chéo đó nó đang ở bên đội nào thì đội đó xem như là mất điểm của cái lượt thi đó. Cho nên phải cố gắng diễn tả thật nhanh, ở dưới đoán thật lẹ, sau đó đẩy cái tô qua bên kia để tránh cái tiếng bùm chéo nó nổ về phía đội của mình. Rõ chưa nào? Bây giờ thì xin mời hai đội trưởng. Đeo mắt kiến vô để bảo vệ đôi mắt của mình nha. Sẵn sàng chưa? Bên này đang thua đúng không? Cho nên anh tạo cơ hội cho em ghi điểm trước đó. Trò chơi này của chúng ta sẽ có tất cả là 4 lượt chơi. Và cái chủ đề đầu tiên của hai đội trưởng đó là các kiểu tóc. Mình được quyền nói cái từ tóc
nha. Nhưng mà những cái từ sau cái từ tóc á là mình không được quyền lặp lại. Bắt đầu. Tóc dài. Làm sao? Đúng rồi. Đẩy quá. Vô của ta làm đi. Đầu đen. Yes. Trời ơi, xuất sắc quá. Tóc gì? Tóc. Ngắn à, cắt ngắn. Tóc tèo. Đúng rồi. Đẩy qua. Bông. Thua rồi. Bỏ qua luôn. Đổ đi. Dễ quá mà. Diễn tả từ cạo đầu. Cái gì còn gì bơi? À, tóc nuôi cá. Đúng. Chính xác. Đẩy qua. Lẹ. Đừng nữa. Tóc gì nè? Ở trong nè. Tóc nữa. Cái gì đang quăng nè. Tóc kẹp. Tóc. Đúng rồi. Đẩy qua. Từ từ thôi anh. Nổ đi. Ba bùm kéo đã nổ ra bên phía đội của anh Mười. Ủa đi đâu vậy? Gì vậy? Những cái người mà tròn tròn phốt pháp như nè thường có tâm hồn rộng mở. Dạ, rộng lượng. Bao dung đó. Anh bao dung em đó nha. Thôi anh đừng có chỉ em nữa, để bà ngoại em lên là mở cạc nè. Bà ngoại em lên. Đại nhân. Nào, lên. Vừa rồi là đội của em đang tạm dẫn trước với 3 điểm. Cái lượt chơi của đội trưởng em đó, đừng làm mất mặt cả đội nha. Nghe chứ ngoại. Rồi bây giờ tới phiên bên em được bóc trước nha. Em trước. Chủ đề của chúng ta lần này là sản phẩm dành cho trẻ sơ sinh. Chuẩn bị. Thời gian bắt đầu. Hai từ. Hai từ sản phẩm cho trẻ sơ sinh. Đứa con nít nào cũng nhận. Đúng vú. Đúng rồi. Chính xác. Đẩy qua. Trời ơi. Xe đẩy. Chính xác. Ba từ khi mà vào mỗi buổi trưa cả gia đình dùng buổi trưa thì phải có một cái nồi em bé ghế ăn em bé xe em bé ghế. Em bé ăn cái gì quá à. Ăn cái gì nổ đi bỏ qua đi lên bỏ qua nổ luôn đi em bé ngủ trên cái gì cái nồi chính xác nghe lên ngoại mấy từ chết ngoại Trà lưỡi. Đô trà lưỡi. Chưa đúng. Qua. Ba từ. Gầm á. Ai rồi. Trời ơi bà ngoại. Ba từ. Ủa cái gùi. Cái yếm em bé. Cái gì? Hay quá. Ngoại ơi, hay quá. Ngoại muôn năm. Hay quá. Tuyệt vời. Tuyệt vời. Em tuyên bố chúng em từ bỏ đội. Bỏ ngoại một mình ngoại ngồi đó luôn đi. Trời đất ơi. Ăn rồi cái điệu em bé. Cái điệu. Cái ghế bé ngồi ăn bột cũng khó mà. Trời ơi, phải diễn tả từng từ một. Đúng rồi. Nhưng mà ngoại vẫn giữ được cái tinh thần, cái thần thái rất là xuất sắc nha. Ba từ. Ngoại rất là từ luôn á. Ngoại cũng nhanh luôn á. Mà đùng chéo xong rồi ngoại mới té xỉu. Với cái lượt thi vừa rồi của Đại Nhân và bà ngoại Miko thì Đại Nhân mang về cho đội mình được 2 điểm. Mời thành viên tiếp theo, Bạch Công Khanh, Băng Di. Xã hội tương lai rồi. Chủ đề này là các loại giày dép. Oh, yes. Được. Bây giờ đội Bạch Công Khanh sẽ trước. Chuẩn bị. Bắt đầu. Đôi giày mà của công giày chúa. Giày cao gót. Không. Giày búp bê. Đẩy quá. Trời ơi. Trời ơi. Con tám chơi nữa. Hàm bóng. Cái giày mà giống như là cái nó bằng vậy. Giày đế xuồng. Yeah. Hay quá đi em ơi. À, không phải đôi giày nha. Của cái con gì rất là ghê. Con gì rất ghê. Khủng long á. Dép. Khủng long. Con gì ở dưới nước không có đẻ. Cá sấu. Nói dép cá sấu. Dép cá sấu. Đúng. Đẩy qua. Ừ, vậy gì nãy vậy? Đôi giày mà có mấy cái quai thôi. Dẹp sinh đan. Dép. Hay quá bằng gì ơi. Hay quá. Quá hay quá. Cái đôi giày đó. À, nhưng mà Cái gì đây? Cái này. Dài mũi nhọn. Chính xác. Dài mũi nhọn. Đẩy qua. Dài mà dây mà lên dây chuyền. Chính xác. Hay quá. Bi ơi. Cái gì vậy trời?
à, đôi gì không có thấp, giày gì? Giày cao gót, giày cao gót, đẩy quá. Đúng rồi. Không sao em, không sao. Đi về, đi về, đi về. Chiến thắng. Xin lỗi đây em, xin lỗi đây em, xin lỗi. Xui, hên xui cái nè, hên xui đúng không? Thôi. Bên mình quá giỏi đúng không? Bên mình quá giỏi, quá, quá giỏi luôn á. Dép sọ ngón à, tại vì chưa kịp thời gian để cho Băng Di diễn tả thôi. Chứ nếu mà diễn tả thì anh tin là đội bên đây cũng sẽ đoán ra. BB em giỏi quá, cái giày, cái dép gì em cũng đoán được hết trơn trời á. Em hay đi mua giày á, em hay đi mua giày dép này kia nhiều. Tức là cái thể loại giày nào em cũng từng mang qua hết đúng không? Dạ, dạ. Giày chiến binh anh mới nghe luôn á. Em cũng mới nghe đó anh. Giày đế xù anh nghe rồi nè, giày chiến binh anh mới nghe lần đầu. Là cái giày mà có dây chéo lên cao á anh. Ờ đó đó. Nam đó, đó. Của nam thì nó sẽ tới đây, còn của nữ sẽ lên tới cao tới đây. Anh thấy rồi nhưng mà anh không có nghĩ rằng cái tên là như vậy. Dạ. Nhờ em bữa nay mới mở rộng tầm mắt đó, nhưng mà vẫn phải nói rằng bên em thua rồi. Bên đây, Bạch Công Khanh đã mang về cho đội mình được 4 điểm. Giỏi quá em. Nói gì nói nha, đội bên này ai cũng tài năng hết trừ ngoại. Nhan sắc em ngồi kế Thiên Hương mà em dám nói câu đó à? Bởi vậy mới đây nói. Là Thúy Kiều, em Thúy Dân á. Trời ơi, hai giọt nước anh, bên nước nước suối, bên nước mắm. Ủa chung đội, chung đội hả? Chung đội, chung đội hả? Sao vậy, sao vậy? Trời ơi đẹp lắm em. Hai thành viên cuối cùng, BB Trần và Minh Xu. Chủ đề cuối cùng của chúng ta là các từ bắt đầu bằng chữ cũ. BB trước nha. Ok. Chú B, hãy nhớ nha, các từ bắt đầu bằng chữ cũ nha. Cũ, củ quả đó, chứ không phải là củ xì. Mời em, bắt đầu. Cái củ màu tím. Củ màu tím. Củ dền. Củ dền. Không. Củ khoai lương, củ khoai môn. Yeah. Chính xác, đẩy qua. Mấy từ nhớ nói nha. Ba từ cũng cũng củ màu tím luôn. Không 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 không. Củ nấu canh. Củ khoai mỡ. Đúng rồi. Gì vậy? Cái củ mà chiên giòn giòn á. Ba từ. Củ khoai tây. Khoai tây. Đẩy qua. Ê ê ê. Cô lên sao ơi. Cái này có ba từ. Nó màu này. Này. Ờ đúng rồi, ba từ. Củ gì? Củ cải trắng. Đúng rồi. Yeah. Củ màu cam. Củ cà rốt. Rồi nha. Ê! Từ từ. Có. Anh rất là sợ bóng, em hiểu không? Cái gì mà anh ôm em, anh sợ ai mà anh ôm em? Sợ bóng nổ. Không có lo chơi mà cứ lo diễn ngoài à. Chúc mừng ngoài. Dạ, cuối cùng thì cái tô này nó đã bùm chéo bất ngờ bên đội của Minh Xu. Và trong cái lượt thi vừa rồi của BB với Minh Xu, BB đã mang về cho đội mình 3 điểm. Và như vậy là kết thúc cái trò chơi thứ hai này, đội của Thiên Hương được 7 điểm cho trò chơi này. Đội của anh Mười ghi được 5 điểm. Yeah. Dù gì đội em cũng thắng vòng này. Gỡ, vỗ tay cho đội nhà em nha. Dạ đội em, dạ. Nói chung là bên đây hạng 5, bên kia hạng 7 đó. Đây, sau 2 vòng thi, 2 trò chơi, đội của Thiên Hương 11 điểm. Đội của anh Mười, 16 điểm. Và bây giờ, các em thân mến, chúng ta trước khi đến với trò chơi thứ 3 của đêm nay thì mình hãy nghỉ ngơi, thư giãn chút xíu, qua quầy nước, uống nước, ăn bánh đi nào. Ăn uống thôi anh ơi.